Xin chào bạn. Hiện tại tôi đang có mặt tại phố Mễ, Vũ Ninh, Bắc Ninh. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về một ngôi đền, đấy là đền Bà Chúa Kho. Và đây trước mặt mình, tôi đây là cửa đền Bà Chúa Kho. Xin mời các bạn hãy đi theo tôi để khám phá về ngôi đền này. Nhà mình lừa cháu nhé. Dạ vâng. Cái đọc địa chỉ nhà mình là tỉnh nào? Cháu ở Thanh Hóa. Thanh Hóa tỉnh. Dạ. Cháu ở Thọ Xuân huyện. Huyện gì ạ? Huyện Thọ Xuân ạ. Thọ Xuân huyện. Thọ Xuân. Đúng rồi. Thọ Xuân huyện. Cháu ở xã Thọ Nguyên hay là ở thị trấn Thọ Xuân. Khu 6 tỉnh trấn Thọ Xuân ạ. Rồi. Là ông viết này là chữ này là chữ Hán hay chữ Nôm không? Chữ Hán ạ. À? Chữ Hán. Còn tôi viết sớ phải học chữ Hán chứ không học chữ Trung Quốc đời nay đâu. Trung Quốc đời nay là chữ vẫn là chữ Hán nhưng ngược lại chữ đời nay là chữ giản thể, tức là giản tự, ít nét. Thì chúng tôi mà học chữ ít nét thì vào đền đình chùa không đọc được. Đỗ Ích Đức. Sau khi tôi vào đây thì được các cô ở đây hướng dẫn sắp lễ. Và bây giờ tôi sẽ theo các cô vào trong đền Bà Chúa Kho để bắt đầu dâng hương. Điền nào cô? Tên lẻ không em ơi, để tên lẻ nên đặt cái vòng. Dạ vâng. Để tên lẻ nên đặt cái vòng nhà này em ơi. Cô đi chậm chậm đợi cháu xíu cô. Cô đi thế là quá chậm. Vâng, hiện tại thì tôi đang có mặt ở trước đền Bà Chúa Kho. Và đây là cổng chính vào đền bà. Giờ các bạn hãy theo chân tôi lên đây để xem chi tiết về ngôi đền của Bà Chúa Kho. Và ở đây tôi có thấy một bức tranh bằng đá nói về công lao to lớn của Bà Chúa Kho. Và theo như ở trong sách sử ghi thì tôi được biết là Bà Chúa Kho sống ở làng Quả Cảm, rất xinh đẹp và tài giỏi. Bà có công rất lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống. Bà có khả năng lãnh đạo tốt trong việc tích trữ lương thực và giúp dân về nông nghiệp. Và ở đây tôi có thấy một tấm bia công nhận di tích lịch sử văn hóa. Như các bạn thấy đây, tấm bia được khắc rất là đẹp, hoa văn chi tiết. Bạn có thể quay sát lại cho mọi người xem. Và giờ tôi sẽ đưa các bạn đi thăm quan một vòng của khu đền. Thank you.
Bà cho cháu hỏi chút về cái sắp lễ ở đây được bà? Để thăm lễ ở đây thì nó tùy theo. Đây cơ cậu vứt cái này đã. Ở đây thì nó tặng 10 núi ban cơ. Vâng. Như cháu, có 5 ban chính. Cháu muốn hỏi chi tiết về đây. Công đồng là một này. Vâng. Mẫu là hai này. Thế các cháu mà có lễ thì vào cung. Không muốn không có lễ thì các cháu cứ tiền đen các vào cháu vào. Thế vâng. Xuân trang. Cô cậu có 5 lễ chính. Đấy thì tùy theo mỗi lễ các cháu mua là mỗi ban là bao nhiêu thì tùy theo các cháu. Nhưng mà nó có 5 ban chính. Thế là bọn thì cháu khi vào là có công đồng. Ông đồng. Công đồng tứ phủ, công đồng các quan nhé. Vâng. Và đến thứ hai là ban thị nghị, tam tòa thành mẫu. Vâng. Thứ ba là bà chú kho. Thế thứ tư là bên này là Xuân Trang. Thánh mẫu Xuân Trang ạ. Thánh mẫu Xuân Trang. Vâng. Với Xuân Lâm Xuân Trang. Với lại ban cô, với ban cậu. Vâng. Ngoài kia thì là ban mẫu Cửu Trùng Thiên, mẫu địa. Đây là Xuân Thần Hoàn Thổ. Vâng. Đấy. Nên thì khi ngân lên bà chú kho thì có khi ngân vàng bạc của bà chú kho. Thế nhưng mà các cháu dâng bao nhiêu là tùy tâm các cháu. Đó là mỗi mâm là 200, 300, cái đó là tùy các cháu. Vâng, nhưng mà như sắp lễ chay, lễ mặn như thế nào ạ? Lễ mặn thì ở đây chỉ có công đồng, thì vâng, mình có xôi giò, có gà là lễ mặn. Đấy, thế còn bà trên mẫu thì có, thì dâng thì hoa bánh kẹo, hoa quả. Thế công đồng tứ phủ này là lễ mặn. Thế như đấy, khi ngân vàng bạc của bà cũng có, nhưng lễ mặn thì có, mình thành tâm thì có xôi, có giò, có hoa cau, rồi chè thuốc. Đấy, thế các cháu dâng chưa? Bọn cháu mới nhờ cô kia để sắp lễ đây, thì bọn cháu đi lễ chay ấy. Lễ bọn cháu lễ bánh kẹo. Ừ thế đấy, có bánh kẹo không được, thì ban nào cũng có hoa quả bánh kẹo cho vào. Thế lễ mặn thì có, ví dụ mình có rượu xôi, canh giò, hay là cái bánh trưng, canh giò để công đồng, thì có chè, có thuốc, thì đấy gọi là lễ mặn. Dạ. Thế lễ chay thì hoa quả bánh kẹo thôi, ban nào cũng có hoa quả bánh kẹo. Đấy, thế thôi, rất đơn giản mà. Dạ vâng, chắc cảm ơn ạ. Ừ, đơn giản mà. Trên đây là cái gì cô? Đồi Bắc Hồ ạ? Biết lên trên, càng lên càng cao. Sau khi tôi được các cô hướng dẫn qua đây thăm về đồi Bắc Hồ thì tôi có biết thêm ở đây là có một cái kho vũ khí, một đường hầm mà xuyên qua con đồi này, và nó được xây dựng từ thời chống Pháp, chống Mỹ. Và bây giờ tôi sẽ đến đấy để xem cái cửa hầm đấy nó ra sao. Và đây là tôi đang đứng trước cửa hầm. Thì cái cửa hầm này nó đã được bịt kín lại và chắc là không còn sử dụng nữa. Theo như trên tư liệu hình ảnh thì tôi có thấy là cái đường hầm này nó dẫn vào rất sâu ở trong cái đỉnh đồi này. Và bây giờ các bạn cùng tôi đi lên trên phía trên để xem quan cảnh ở trên này. Khi lên trên đây thì tôi có thấy một cái nhà tưởng niệm Bác Hồ. Tức là ngày trước Bác Hồ chúng ta đã từng đến đây, nhưng mà phá cửa tôi không vào được. Các bạn hãy cùng tôi khảo sát qua một vòng ở đây.
Ở trên này thì tôi thấy có một tấm bia liệt sĩ gì đấy. Để tôi tiến sát vào để xem. Ở đây thì tôi có thấy một tấm bia viết về cuộc chiến ở đây. Chiến thắng bắn rơi 5 máy bay Mỹ ngày 17 tháng 10 năm 1967. Đây các bạn có thể thấy đây. Ở trên đây họ ngày xưa họ đã từng đặt trụ pháo ở trên đây và đã bắn rơi được máy bay Mỹ thời kháng chiến chống Mỹ. Và đây là hình ảnh của 12 cô gái Mễ Sơn.